Trời, em đang mua đồ ăn sáng ở trên Trương Định nè. Em quên tắt áp cái tụi ủa thấy nổ ủa đó nhưng mà ở Trần Phú. Mình đang ở Trương Định mà đâu có Trần Phú rồi xong luôn. Ok. Chị biết sao không? Chị biết sao mà nó bắt sai vậy không? Hả? Bởi vì ở đây là không có Grab. Chị là ở cái khúc này là không bao giờ có Grab á, nó phải bắt từ ở ngoài bắt vô. Một là bắt anh Nguyễn An Ninh kéo vô, hai bắt Lợi kéo vô mà ở đó không có tài nữa thì nó kéo ra xa nữa. Ở đây nó khó bắt Grab đó đúng không? Chị thấy đặt một lần đặt nó khó. Ừ thì đó, thì lúc mà nó không có tài á, gần đây nó không có tài là nó kéo đi xa luôn. Giờ đứng hoang mang luôn, chị đang mua đồ sáng nhìn cái địa chỉ thấy hoang mang luôn mới gọi chị á. Xác nhận lại có lộn không? Tài xế đứng đâu rồi?